Đi. Này, Nubi, chữa lúa mạch lắc cacao của em đây. Uống đi để lấy sức mà chơi tiếp. Ngầu thật đấy. Đúng là uống sữa Nubi và có khác. Nào, chơi thì chơi. Chiến ơi. Nào, chơi đi. À, đâu thế? Em biết được, đang chơi tự nhiên anh nhìn đi đâu ấy. Anh vừa nhìn thấy Ken. Ken? Ken, sao em cứ lấp ló ở đây thế? Vào chơi với bọn anh đi. Thôi, em không chơi đâu ạ. Sao đấy? Vào chơi với bọn anh đi. Ê, vào chơi cùng tớ đi. Tớ có nhiều kiểu chơi hay cực ý. Tớ đã bảo không chơi rồi. Đã bảo là không chơi. Ôi, bị sao ấy nhở? Chắc là Ken không thích chơi thôi. Thôi, anh em mình vào chơi tiếp đi. Dạ vâng ạ. Ôi cô, Ken đi đâu thế hả cô? Cô cũng không biết đâu, cô vừa đi chợ về mà không nhìn thấy nó đâu cả. Cô tìm khắp nơi rồi cũng không thấy. Rõ ràng trước khi đi là cô nhìn thấy nó đang học bài trong nhà mà. Cô cứ bình tĩnh ạ, cháu nghĩ là em đi chơi loanh quanh ở đây thôi. Ken đi chơi làm sao được, trước khi đi là cô đã khóa cửa rồi. Mà nó làm gì có chìa khóa mà mở cửa đâu. Thôi chết, hay là thằng bé bị bắt cóc nhở? Cô ơi, cháu nghĩ là không phải là một vụ bắt cóc đâu cô ạ. Có lẽ cháu đang biết Ken ở đâu rồi. Ken! Ken! Tại sao em lại tự ý ra ngoài chơi thế này? Em có biết là mẹ em lo lắng cho em thế nào không? Ken, con có làm sao không? Sao con lại đi lạc ra đây? Mẹ tưởng là con bị bắt cóc ở đấy. Thực ra không có một vụ bắt cóc nào hay là đi lạc cả. Là do em ấy đã tự mở cửa để đi chơi đấy ạ. Chắc là Ken không thích chơi thôi. Thôi, anh em mình vào chơi tiếp đi. Dạ vâng ạ. Báo. Dạ. Anh thấy có chút không ổn. Bình thường Ken cũng như thế đâu. Anh nghĩ mình cần phải làm rõ chuyện này. Ken, mày đi ra ngoài có tí việc. Con ở nhà nhớ làm bài tập. Mẹ về mà kiểm tra ấy, mà không làm xong ấy thì liệu hồn đấy, nghe chưa? Vâng ạ. Anh nói thế có đúng không Ken? Có phải là em đã có một chiếc chìa khóa dự phòng
Từ khi nào mẹ em đi vắng, em sẽ tự mở cửa rồi ra ngoài chơi đúng không? Anh Tâm nói như thế có đúng không Ken? Tại sao con này hư như thế nhở? Sao con nói dối mẹ? Đi chơi mà không xin phép mẹ thế à? Cháu nghĩ em ấy đã lén lấy được mẫu chìa khóa ở cửa rồi mang đi đánh. Mỗi khi cô đi chợ, em sẽ căn thời gian để lén đi chơi. Nhưng hôm nay cô về đột xuất quá nên là em mới chưa về kịp đấy ạ. Nhưng hãy khoan trách em ấy. Cháu nghĩ mình phải tìm ra nguyên nhân tại sao mình mới lại hành động như thế để xử lý triệt để cô ạ. Em, anh Tôm nói như thế có đúng không? Nói cho mẹ biết đi, tại sao con lại làm thế? Sao con lại nói dối mẹ để đi chơi thế? Nói ngay đi, nói. Không có mẹ bắt con úp mặt vào tường cả ngày hôm nay đấy. Con muốn đi chơi bóng với bà và anh Tôm. Con không muốn bị nhốt cả ngày để học đâu. Đây đây đây, mẹ làm thời khóa biểu cho con rồi đây. Nói là nghỉ hè, nhưng mà không phải để chơi đâu nhá. Con mà không cố gắng học ấy, đi học là không theo kịp các bạn đâu. Sáng thì mình học toán này, chiều học tiếng Việt này, còn tiếng Anh này, mỹ thuật này, võ nữa. À, tối chủ nhật chưa có lịch, mẹ đăng ký cho con học piano nhá. Ngày trước ấy, mẹ còn không được học ấy, bây giờ con cố mà học. Mẹ ơi, mẹ cho con chơi bóng một hôm được không? Bóng cái gì mà bóng? Mấy thằng tranh nhau quả bóng, xong rồi mồ hôi nhễ nhại ra, rồi gãy chân gãy tay, thì ai chịu trách nhiệm? Vừa va vừa bẩn. Thôi học đi, học hành mà lẹt đẹt ấy, mày đánh chưa đấy? Thảo ăn nhanh lên, sắp đến giờ học toán rồi. Mày để tặng cái bánh với cả hộp sữa lu vỉ ở đây nhá. Học xong toán ấy, thầy đón con đi học tiếng Anh luôn, thấy chưa? Nào nhanh lên, đi đi. Thôi về đấy, nhanh. Tương lai của con thôi. Nhưng con không muốn. Ngoài giờ học ra, con cũng muốn giống các bạn khác, được chạy nhảy, được chơi bóng, được đi xe đạp. Con không muốn bị nhốt ở nhà cả ngày giống như một chú cún đâu. Ken nói đúng với cô ạ. Nếu như lúc nào cô cũng bắt em đi học, điều này không những mang lại hiệu quả học tập kém mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và thể chất của Ken nữa. Ken cũng giống như bảo nhà cháu, học và chơi phải đi kèm với nhau thì mới lấy lại được năng lượng, giống như chiếc máy sấy tóc nhà cô ấy ạ. Nếu mà cả ngày cô bật nó thì sớm hay muộn nó cũng sẽ cháy máy và hỏng thôi ạ. Chưa kể việc cô nhốt Ken ở trong nhà, nếu mà xảy ra nguy hiểm như cháy nổ thì em ấy không thể chạy thoát được đâu cô ạ. Ừ, cô biết rồi. Cô cảm ơn Tôm nhá. Ken, mẹ xin lỗi con nhé. Từ giờ mẹ chỉ bắt con học những môn mà con thích thôi. Con sẽ có thời gian để mà chơi bóng với Bảo và anh Tôm. Nhưng mà nhớ ấy là phải xin phép mẹ, nghe chưa? Vâng ạ, con hứa con sẽ học chăm chỉ. Con cũng xin lỗi mẹ vì mà chơi bóng làm mẹ lo lắng. Cũng may là việc em trốn nhà như thế chưa xảy ra mất trộm gì đấy, nên lần sau không được thế nữa nhá. Vâng ạ, em cảm ơn anh Tôm. Ừ. Anh Tôm, Bảo sẽ tập chơi với. Này, cậu chơi đi.